Chào tất cả mọi người, thì một lần nữa chào mừng mọi người chúng ta đã quay trở lại với channel. Thì hôm nay thì cũng là một cái clip mà anh em đi lắp đặt. Thì hiện tại thì mấy anh em đang ở bên Hòa Đồng Nai. Thì hôm nay thì xuống cũng lắp cho anh một bộ karaoke. Đối với combo này thì mình sử dụng đó là dòng BL1R8. Thì bây giờ thì mình sẽ tổng quan qua không gian căn nhà một xíu để mọi người chúng ta cùng nắm ha. Không gian căn nhà này có diện tích tổng đâu đó nó cũng khoảng tầm là 50m² mọi người ha. Và từ cái vị trí mà khách ngồi cho đến vị trí đặt loa thì đâu đó cũng khoảng tầm 4m rưỡi, gần 5m đó mọi người. Nói chung là với khoảng cách ngồi như vậy thì khá là ok và rất là chuẩn cho vấn đề mà những khi sử dụng những dòng loa dễ dàng column array. Đây mọi người, thì khách có thể ngồi những khu vực này để hát và loa đặt ở phía trước như vậy. Thì căn phòng này thì khi mình vào á, thì mình có test qua thì mình thấy về vấn đề âm học cũng khá là ổn, nó không có bị vang lắm. Bởi vì phía trước cũng có được trang bị rèm, rồi phía hông này, rồi là ghế thì cũng được sử dụng mà bọc bằng lớp vải như thế này. Nói chung là nó có khả năng tiêu âm cũng khá là tốt, cho nên là đối với căn phòng này thì vấn đề vang rất là ít, cho nên là âm thanh mình nghĩ nó sẽ khá là ổn cho căn phòng này. Thứ hai là cái vị trí ngồi cũng rất là hợp lý, đâu đó tầm 4m rưỡi 5m, khá là ổn mọi người ha. Ok, thì đây là bạn Luân, bạn đang moi móc rồi để mà tháo loa ra đây ha. Thì loa thì mình sẽ lắp đặt ở hai bên tivi như vậy, bên này một chiếc và bên kia một chiếc, và hệ thống máy thì đặt ở giữa. Nói chung là cái bộ này mang tính chất là anh sẽ còn di động nữa, đôi lúc lên sân thượng này kia thì anh có thể là khách mang lên trên kia để mà chơi nữa, cho nên là cũng chỉ là làm sao khâu hoàn thiện lắp đặt nó ở mức độ tương đối thôi, để cho khi anh xách đi này kia cho nó tiện lợi, không có bị gò bó quá. Cho nên là mình cũng lắp làm sao để cho anh tháo gỡ cho nó dễ. Mọi người thì vừa rồi thì anh em cũng đã lắp đặt xong xuôi cả rồi. Thì bây giờ thì mình sẽ tổng quan qua bộ dàn này một chút để cho mọi người chúng ta cũng được nắm thêm mọi người ha. Thì đối với bộ này thì mình lắp cho anh đó là một cặp mà L1 của R8 mọi người. Đó, nhắc đến bộ L1 R8 thì chắc chắn là chúng ta không còn lạ gì nữa. Đây là một sản phẩm đã khá đình đám tại thị trường Việt Nam, đáp ứng về chất âm này kia khá là tốt. Rồi, tiếp đến là một chiếc micro KX180A và một cặp micro VM300. Thì hai dòng sản phẩm này thì mình cũng tổng quan qua thôi, bởi vì mọi người rằng chắc chắn mọi người chúng ta đã rất là rõ về những cái dòng sản phẩm này rồi. Thì như này mình đã có nói thì căn tổng không gian đây đâu đó khoảng tầm 50m² gì đó, mà mình sử dụng chỉ có một cặp L1R8 thôi. Thì để xem là cái âm thanh nó có đầy hay không, nó có phụ được tốt cái không gian này hay không. Thì bây giờ thì mình sẽ mời mọi người chúng ta cùng nghe một vài bài hát mọi người ha. Thì vừa rồi thì mình đã có kêu bạn Luân có test thử một vài đoạn nhạc rồi. Thì không biết mọi người chúng ta nghe chúng ta cảm nhận như thế nào. Thì thực chất thì khi đang thu bằng điện thoại thì cái âm thanh nó sẽ không được đạt như chúng ta đang nghe thực tế đâu. Thì mình sẽ đánh giá
cá nhân mình một chút trong cái không gian này khi được lắp đặt cái cặp loa này. Thì đối với cái nhận xét của khách hàng thì đối với cặp Pro 8 mà lắp không gian này thì anh nghe rất là lớn, nghe rất là thoải mái luôn đó mọi người. Mình mở đâu đó chỉ mới khoảng tầm 30% gì đó thôi mà anh nghe đã thấy nó lớn, rất là lớn rồi. Đó là cái vấn đề khách đánh giá của khách hàng. Còn về chất âm thì mình thấy rất là ổn, bởi vì căn phòng này nó cũng không có bị vang nhiều như những căn phòng khác, cho nên là cái tiếng nó cho ra cũng rất là rõ và rất là nét. Khi mà cái tiếng micro mà bạn hát thì mình có cảm nhận là nó rất là nét và rất là chi tiết. Rồi thì mình cũng sơ lược qua một chút như vậy thôi. Thì nếu mọi người thấy ok cho mình một like, share, subscribe và chào hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo ha. Bye.